một cái phần là combo box. Sở thích, giới tính, sở thích rồi. Bây giờ đối với lại combo box, mình có thể dùng cái gì mà có liên quan đến combo box được ta? À, đúng rồi. Quốc gia, hay quá. Hay quá. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ sử dụng combo box. Trong combo box chúng ta có thể đổi cái này CBO quốc gia và chúng ta sẽ sửa đổi cái item cho nó ở đâu. Đây, item chúng ta sẽ đổi lại, muốn cái gì thì gọi vô đây. Việt Nam đưa đầu tiên, Mỹ, Úc, Anh, Pháp, toàn đi xa thôi. Bây giờ khi mà chúng ta lấy cái đối tượng này, chúng ta sẽ thêm vô đây. Ok em. Quốc gia sẽ bằng compo quốc gia chấm get get select item, có tùy theo cái nha. Bạn cũng có thể get select index, tức là lấy vị trí, thì trong đó mình có vị trí đầu tiên là Việt Nam. Việt Nam là item rồi. Vị trí 0, 1, 2, 3, 4 giống như là vị trí mảng. Còn mình muốn select item, bây giờ mình thử cả hai. Set index thì nó trả về kiểu in. Set item trả về kiểu object. Object thì mình cũng có thể sử dụng cho string. Nếu như lỗi thì chúng ta sẽ làm gì? Chấm to string. Rồi thử coi thì nó ra cái gì. Quốc gia, mình cộng tiếp quốc gia vô đây. Cộng quốc gia. Chạy. Lưu Việt Nam, lưu Mỹ, được chưa? Tại vì sao nó xuất có hai thứ vậy? Tại sao nó chỉ xuất có chữ Nam với lại chữ Mỹ, chữ Anh là sao? Vì chỗ này mình không nhập gì hết. BS 18201, tên Dung, nữ, bóng đá, cầu lông, quốc gia Anh. Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã có đầy đủ thông tin ở đây. Đó là những thành phần mà chúng ta đã xây dựng ở trong cái form thông tin của chúng ta.